nóng mua cho tiệc cái này đây cho cô mà ăn nữa đi nhá. Mình lên mấy con bé mua cho bà luôn đi. Thêm họ đổ cái bì ra là còn yếu nữa. Mua luôn. Người bán người mua đó. Ủa chị bảo 30 rồi đổ cái bì này ra cân nữa, đưa cái cân coi. Cái cân đâu, lấy cái cân đi coi. Chị Diễm lấy cái cân đem đây. 15 ngàn đi. Thôi 15 đi. Đấy. Đây cho đây hai cái. Cân á. Ừ lấy cân lên đây. Buổi chưa em Yến? Chắc gần nữa. Gần được. Sao hôm nào em cũng đi vậy? Hôm nào em cũng đi vậy. À đi. Nhà có công nhân phải mua đi chứ hả? 15 10.000. Không phơi được cái mua này nè. Không phơi được đâu. Chị cũng đang phơi mà đang mưa lắm, chưa phơi được. Quay tới trả tiền thân mấy bị bơ bay. Quá vậy. Có chỗ nào mà sạch mà đẹp như chỗ này nữa hết đây. Rau đồ sạch tươi. Đúng không chị? Ở đâu mà có? Chỗ đó em quay rồi. Mình một xe luôn rồi. Đây một xe cho em. À, một xe à. Thấy chị nào cũng một xe hết như vậy. Chị nào cũng một xe như vậy là bán ngon á. Quá ngon. Quá ngon. Thôi cảm ơn hai mẹ con em, mai đi tiếp nha. Mai đi tiếp. Đi để cho khách hàng mua chứ. Ủa qua rừng mấy em? 10.000 một ký hả? Ồ sao bữa nay nó rẻ vậy? À chỉ có 10.000 một ký ủa qua rừng nha. Xuống ủng hộ. Đi chăng chứ sẽ tung. Em này sao bán rẻ dữ vậy ta? Hoa tí được lắm. Bắp nghệ bao nhiêu chục em ơi? 25.000 bắp nghệ nha. Vừa ăn luôn. Cho bắp nghệ này đẹp quá à. 25.000 một chục bắp nghệ. Bà con đến ủng hộ. Đậu xanh bao nhiêu em gái? Đậu xanh 30. Bơ. Em này ớt không gì? Măng đang còn ở trong gùi. Em ơi, bí non bao nhiêu? 15.000 bí non này nha cả nhà. Mát
măng này bao nhiêu em? Ký 15 á. Ký 15. Luộc thì măng luộc á. Luộc măng đã luộc. Đậu gì đây? Đậu đen á. Đậu đen tươi. Mấy ngàn? 5 ngàn. 5 ngàn. Đăng lên để người ta biết giá, người ta đến người ta mua. Bắp cuốn. Quay hả? Măng bữa nay người ta đi mua dữ quá chị. Chị Lan, hồi nãy người ta đi mua sớm lắm. Cà bao nhiêu ký em? 10.000 ký cà. Thôi đi nhanh. Đi cà nó xuống. Lai nào cũng lai chim mắt. Lai cho nữ đi cho đông em. Gia Lai để mời bà con mình đến ủng hộ chị ạ. Mời mọi người đến ủng hộ. Con. Ôi chà. Dài tích tắc. Ăn sao? Ngon lắm á, sao quá. Hôm qua em thấy sao quá. Sao quá. Sao có dầu quá. Cho một cái nước mắm vô. Nước bột ngọt nữa ngon. Hôm qua em ăn 2 bì rồi. Có gừng ở trong luôn rồi. Em cho chị 2.000, chị mua chị ăn thử được. Được, được chưa? Ok chưa? Lấy 2.000 nữa đi. Được. Ok đi. Có gặp người. Ăn thử cho biết chứ, giới thiệu ăn thử cho biết. Bán gì mà cho tiền chị dày. Ôi cha, em không có bán mà cũng không có mua gì nha. Lấy tiền chị thử đi. Chị thử đi. Rồi sao vậy rồi? Sao có cá cơm, cá khô, gọi vô. Bán gì cũng được. Chị không hết. Quá sao không? Có gì cái gì? Em hay qua em thấy xào sơ thôi. Ớt, chị có ớt kiêng á. Chị nhẹ nhẹ ít ớt kiêng nữa. Nhỏ nhỏ bỏ thì vô xào. Bỏ vô bỏ vô bỏ. Xào cho chín hả? Dạ, xào là cái lá chín lá mì vậy hả? Lá mì á, nó làm sạch sẽ. Có kiêng ở đây. Mời bà con đến nghe 5.000 một bì nha. À, có ớt trong đây rồi nghe. Đừng giả ớt nữa là cây đó nghe. Em cái rau gì chị thấy lạ quá. Cái này rau này à, rau gì ạ? À? Rau gì nè? Quên rồi. Ở trên rừng hả em? Ở trên rừng á, cái này đồng bào á mới đẻ ăn cái rau này nè. À, đồng bào mới đẻ là ăn cái rau này cho nên là ai cũng đẹp mơ màng vậy nhỉ? Giống cái rau ngọt á, nhưng mà cái rau này có đắng đắng. À, rau này có đắng đắng. À, phụ nữ mới sinh xong là ăn rất tốt đúng không? À, đây là tốt. Bí quyết của người đồng bào mình nữa. Mấy chị nào mà gần đẻ rồi xuống mua. Mua lắm. Đây trong rừng. Đây này nè, đây đây cũng ở trong rừng nè nha. Cái này cũng dưới suối á. Đó. Đó, cái rau này như rau dưa sỉ. Vừa rau mà vừa thuốc á. Vừa rau mà vừa thuốc đó. À, đây là càng cua nè. Ừ, vừa rau là vừa thuốc luôn á. Ăn về mà không sạch nó không tốt nữa. Còn ở đâu mà có? Không có chợ nào mà có được mấy cái món này hết á. Chỉ có bộ chợ quê Tây Nguyên thì mới có thôi. Chào Minh Phượng, Hồng Vinh, Linh Na, Giang Nguyên. Chợ toàn người bán, thấy người mua hả em? Để chị quay người mua cho em thấy. Chị thấy chưa? À, Ngọc Bích. À, xuống nhanh nghe chưa? Con chị mày mua hết rồi con. Chị mày mua hết trời luôn đâu, chị cũng của. À, ê, chị quay cho em người Bùi Gia Nguyên, em thấy người nha, người mua nha. Chỗ này cho nó rộng quá em ơi, 16.211m2 em ơi, rộng hơn cái sân vận động cho nên là bao nhiêu người cũng là vi vu. Quả sầu của em đâu hả? Bây giờ em ưng cái loại nào? Đây.
chị nè, ăn hồi một cái này mới giảm quảng cáo nha. Wow. Món lắm đấy. Ô tô ăn đồ qua luôn. Em móc ăn này hết em đưa con hai quả thôi. Xuống gấp đi, còn ba quả duy nhất nè. Hai quả thôi, quả này không hai quả này bị giải cồn. Quả này là chị để dành cho bà em quảng cáo đúng không? Đúng rồi. Rồi rồi đó. Ok luôn. Món ăn. Món đây này, một ăn người sẵn chưa? Cái nào căng thì lại cậu bao người đi mà. Không, bây giờ bán bì vậy. 10.000 như bà chứ được 5.000 được không? 5.000 đi. 5.000 mà. 5.000 đi. 5.000 mà. Lấy ra giờ cho tao đi. Cái này là bỏ nhiều hơn rồi đó. Nhiều hơn gì? Tại vì sao hôm qua chị Diễm live stream nên nó có 5.000, bây giờ mày bán 10.000 à. Ít hơn chứ. Không vậy. Hôm qua lỡ lại chi bữa nay người ta thấy người ta 5.000 nữa đó, bà nha. Lấy bì thôi. Để lấy bì đấy. Mua nhanh chứ hết nè, cái món này là đắt quá. Con mua nhanh đi hết á. Nên chứ không bà gì mà mua hết á. Bà gì mà mua hết á. Rồi đưa cho chị luôn đi em. Đây. Cái đọt mi á hả? Cái đọt mi á hả? Cái gì đấy, cái lá mi hả? Mình hai cái mi mình ăn cũ quá hả? Đã rồi mình đi mi ăn cũ không? Biết rồi. Chắc phải mi đỏ hả? Các chị là đang đi xuống mua hàng đây. Sao bà này với bà kia giống nhau dữ vậy ta? Sao mà giống? Sao mà giống nữa? Sao thấy giống ghê luôn vậy? Hay cô biết mà làm gì đặt thế? Trên cái chỗ đó. Cái này đẹp không? Quá đẹp luôn á. Nhưng mà trả 15 sao con bán 6 ngày dịch chú Minh là 15.000 là được rồi đấy. Cái này chú này có tiền. Em không có tiền. Lấy 2 đồ lại. Lấy em có hỏi không? Thì cột lại cho chị. Đẹp. Đây là gì em? Chứ mướp mướp lao. Phải không? Ăn ngon lắm. Ngon lắm. Mướp hay sao ăn? Rồi còn 2 cái màu non nha. Chị em mình nhé. Hai cái bầu này ngon quá. Bao nhiêu em ơi? Bí non. Trinh hả? Trinh. À Thúy, để cô một ký bí non nha. Con cho cô một ký bí non nha. Con bây giờ bảo bì cho cô. Không, không phải đâu. Cô mua giùm á. Cô live stream người ta kêu người ta mua giùm cho họ đó. Cái nào cũng được. Mỗi 2 kg luôn. Cứ miệng ngon lại. Một ký thôi, người ta dặn 1 ký thì mua giùm họ 1 ký chứ lỡ mà 2 ký cái làm. Biết sao không? Dạ. Để nhà thôi mà. Để nha. 2 kg mua hôm nào, hôm nay bữa kia mua 15 ngàn 2 kg. Không có đâu, bữa nay nó không có giá đâu đâu, mua 12 ngàn chỗ kia nó bán 15 ngàn. Dưa bơ nó bơ đây này, đường ăn hơi bị ngon. Nhá. Bơ nó phải đẹp hơn nó. Biết rồi nhưng mà chín em. Chỉ có ở đây mới có cái bắp chuối này thôi. Đó, để đây. Chưa mềm nó chưa chín. Đúng rồi, múc là chín cái ăn này ngon. Cái này ăn chưa mềm hả? Lá mì dạ. Cái đẹp nè. Hôm nay nhiều lá mì dạ. Rồi. Bao nhiêu cái bắp chuối này em? Để đó, tí có lại cô lấy thôi. Mày nghĩ là ok rồi đó. Mẹ thôi em. Không biết thì mấy ra cái tủ. Cái chuối này là gì đen? Hoa chuối rừng mà cái này chưa nở đúng không? Cái chưa nở này là mình bán bao nhiêu em? 5.000 thôi nha. 5.000 một cái hoa chuối rừng chưa nở.
Em về em bỏ vô cái thùng nước đó là tối ăn thôi. Thùng nước chín lọc quá hả? Ừ, giếng mình đó. Nó hơi mềm mà bỏ sao ăn? Trời ơi, bỏ vô thùng nước mà mau chín lắm. Này bỏ chín mà ăn ngon. Không phải là vú như mấy cái loại kia đâu. Cắn ngay tôi đi chưa? Không phải, là nó cứng quá. Lá mì, lá mì, bé ơi, có biết ăn lá mì không bé? Chín rồi lấy về tí về dầm ăn luôn. Lại đây. Không có chỗ đó thì mấy chỗ này. Đây nó tươi nó mát vậy đó em ơi, tươi xanh luôn mà hàng hàng không có thuốc có gì đâu, họ lấy toàn người đồng bào ở đây họ đi trên rừng á, lấy về rừng với rẫy họ thôi, chỉ có mùa này thôi là nó đang rộ mùa này, đập bí đập bước này đấy. Không ở đâu có đâu, không ở đâu mà có mà phong phú như chợ mùa này. Đây là chợ quê Tây Nguyên nha. Ê, leo đất đó. Thị trấn Edrang. À đúng rồi, em đang Bình Dương thì em thấy thèm thiệt rồi. Cái ông Bích nó đóng nó gửi đi em ơi. Giá ở đây thì rẻ lắm. Một bó đặc bí này chỉ có 5 ngàn thôi. Ký dưa chỉ có 10 ngàn thôi. Bơ 2-3 ngàn nhưng mà tiền cước nó cao quá. Biết cái vấn đề vận chuyển nhiều khi nó lại kẹt. Đây, sầu riêng em thấy chưa? Chợ mới, trung tâm thị trấn Edrang huyện Ehleu nha em ơi. Ăn gì nói Bích nó đóng nó gửi cho. Hàng tươi mà hàng sạch nữa đó em. À, hãy nhé. Chia sẻ cho nhiều người biết đến ủng hộ bà con người đồng bào Tây Nguyên của mình đây nè em. Mùa dịch mà họ vẫn đi, có thể nói là họ vẫn cứ có thu nhập để mà chi trả là vui lắm. Chú gánh thẻ Bích và nhiều người coi quá. Cảm ơn chị nè, em Nguyễn Loan nói là chị Bích gửi cho em. Em ở Bình Dương đó. Chị mua cái gì em gửi cho. Chị Loan cần gì em gửi cho. Nhưng mà quan trọng xe nào đây này. Xe Nguyễn Tài kia, nhưng mà không biết nó anh Tài kia đầy kia. Bích ơi, mua hết nha. Bích đi tìm gà thôi. Bích đi tìm gà. Khách hàng của Bích, người quen của Bích ở Bình Dương bảo là mua hết. Đó, mình quay như vậy là ở xa họ mới biết chị Mina nè. Đó người đó, mấy cái chị bán hàng đẹp gái chưa, nhìn cái cặp mắt thôi là mấy chị này là mê màng. Mấy chị này hàng cũng đẹp mà người cũng đẹp. Vương ơi, xuống mua nhanh chứ hết em. Em gái em mua cái gì em? Đủ thứ hàng hết á. Cái nào? Dưa nước có bao nhiêu ký không biết. Dưa nước hả? Hỏi bao nhiêu ký chị? Em ơi. Em ơi, cái chị xinh gái này hỏi cái bao nhiêu cái dưa nước đây? 18.000 đó chị. 18.000 em. Vô đây đi, nhào vô đi. Con trái bán ký. Bán ký, bán ký. Bán ký mà. Dạ, bán ký.
Đó, cái em đeo kính này em hàng đẹp gái hỏi bao nhiêu ký dưa? 18.000 mà em chưa vô nè. Trời ơi, nó non, nó non nè. Nó non mà nó đẹp, nó mướt như mày ơi. Vô đây, vô đây. Vô đây, xuống đây. Mày ngồi với cái dưa nước đây, mày cầm cái lên tao quay thử xem nó đẹp như mày không. Đó, 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 đó. Em này cầm dưa nước. Đấy. Bao quả là nhiêu? Đấy, cái dáng em cầm dưa nước. Bao quả là 10 nghìn à? Đấy, đấy. Bộ này có vậy quậy không? Rồi. Chị mới nay mở gì trong đó vậy? Chị hả? 10 ngàn thì cũng mở. Đúng không? Cái này cái chắc vậy A1 đồ thi A1 bằng lái rồi đấy em. Xấu là 10.000 rồi, em 17.000 ký đó. Em này là em hàng. Em này là em hàng chợ chợ mới sáng là em xỉ. Và chiều nay em đi mua về em ăn. Mua quà dưới nước đấy. Ăn dưới nước cho em đẹp gái. Mình gì mà mua nguyên cả bao dữ vậy? Đi mua khoai lang mà ai cho đem bao? Biết lửa, lửa cho em đi. Cái củ này mà xuông xuông là ngon hết á. Mà nói chung củ bây giờ là ngon hết. Ở đây bây giờ nó không có sơn. Biết sao không? Đúng rồi, nó ngon. Này nó đâu có sơn, nó đâu có già khoai đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Với lại là người dân mình trồng, đồng bào mình trồng ở đây không có củ to như mà người ta trồng kinh doanh ở ở nơi khác đâu em. Cho nên đi lựa đi, củ này là nấu không ngon lắm mà chuyển đi á. Củ này nấu mới ngon nè, nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, củ to nấu không ngon đâu. À, Ylen cờ bả à. Quê hương nhớ tháng này nhiều đồ ăn. Đúng rồi em, đang ở đâu đó em? Về mà ăn đi chứ hết mùa. Bữa nay là bà con mình là bán ở chợ mới nha. Chợ mới, chợ 82 á. Chợ mới 82, leo Đắk Lắk á. Về ủng hộ nha em nha. Ngon không? Bí non thấy mê không? Có 10.000 một ký thôi đây nè. Bí này cũng 10.000 ký nè. Xem chi em? À. Bí nghệ phải không em? À, bắp nghệ. Bắp nghệ. À, bắp nghệ. Bắp nghệ. Tuyệt vời luôn. Cô Bí đây. Chào nghe. Lên mua ủng hộ đây cô Bí. Nghe cười là thấy vui rồi phải không? Chù chà, cái bí nó đẹp. Cái bí xanh này sao nó đẹp dữ vậy? Không ai đăng ký cái bí xanh này hết à? Dài quá hả? Sao nó tốt mà cái này nó tốt mà nó đẹp mà nó non dữ vậy hả? Đây. Bẩn cầu. Chín lặng hơn yếu. Mà bây giờ lấy 8 lặng này. Thấy vậy chứ mà ngọt lắm. Những cái như vậy là ngọt lắm. À, quẹo lẹ, quẹo lửa. Cô Bến quẹo lửa đi. Đậu đen 30.000 một ký. Khoảng em 25 bắt hôm nay nhiều quá. Sao sao có ai nói gì không? Đây cái là bên kia. Cái bà này và thằng ông này vô duyên. Loan Nguyễn đâu? Loan Nguyễn Bình Dương á. Đâu hết rồi. Thấy chưa? Đúng rồi Hồng Tuyết ơi, toàn đồ ngon á em ạ. À, ngon lắm. Mùa này cái này là dạng như là cái gì ta, nói gì cho đúng không? Được rồi mà nó 12.000 đó, mình tính nó 10.000.
mắc mấy nhỉ? Mấy mấy? À, giá không lượng hả? Cố gắng giúp bà con mình nè. Sạch đây coi như là tinh hoa đất trời em ạ, mùa này mới có. Đúng rồi đó Hồng Tuyết ạ. À, sạch tươi ngon sạch. Có thể gọi là tinh hoa đất trời em ạ, của núi rừng mình đây á. Mùa này thì mưa xuống thì người đồng bào họ mới có họ thu hoạch gì em. Nói chung là cũng vui là mùa Covid nhưng mà bà con cũng kiếm được, cũng thu hoạch được, cũng bán được, nhờ có chợ mà tập trung đông như vậy là nhiều người bán. Đây đây, cũng cô nhiều người mua ở xa mua. Mua con đây nè. Mua đây đây đây. Cái này mà quay lên là biết hay sao? Ờ free quay em. Mua đi. Con sóc bếp ơi, mua con sóc đi. Có ai cho ăn thịt con sóc không? Sóc này là sóc nuôi nha. Sóc rừng á, không phải là sóc nuôi. Chụp con mua đi. Quay lại nhìn em này được không? Chụp đi nè. Chụp mấy cái thằng bánh kia chứ. Để lên đây bán chưa? Em cứ để lên để người ta mua đi mà quay á. Chiều nay rất nhiều bắp nha, mời bà con xuống ủng hộ bắp nha. Bắp này, bí gia cốc này, bí hai mũi tên này, củ môn này, củ môn ở đây là người ta trồng á. Hiện giờ là sầu riêng còn rất nhiều à, theo em thấy thì sầu riêng còn rất nhiều, rất rẻ và rất nhiều. Mời mấy chị em xuống ủng hộ sầu riêng. Bán cho 10.000 này đây. Lấy 1 ký đi chú, 15 đi chú. Lấy 1 ký luôn đi. À, lấy 1 ký. Đưa tiền. Em bán măng này sao em xin thế?
Hình như là hồi trước là cô dạy mình nhạc rồi ta, cô diễn phải. Nay con dạy à. Cô. Cô nghỉ 5 năm nay rồi cô về chợ này nè. Cho nên là mấy chị em cứ xuống ngồi bán nghe. Vi vu nghe. Mấy chị em xuống nha. Một ký thôi. Thu đủ tươi quá ha, thu đủ mấy ngàn nè em. Thu đủ nè, đang tươi mới của hái ra. Đủ chưa? Dạ đúng rồi. Giỏi thế. Mấy cái này bán mấy ký vậy? Dưa hả cô? 15 ngàn ký ạ. Ai chở bà đi bà hay là bà đi bộ? Đi quá, em mới chở. Ai có em chở chứ rồi đi bộ sao này. Đi mua kia một hôm nay cũng có. À, hôm nay không thấy đậu phụng, hôm qua nhiều cân lắm. Hồi nãy đầu giờ là có mà bây giờ hết đó bà. Nhiều lắm, đậu phụng lúc trước nó nhiều cân lắm. Toàn quá rồi bà. Dạ, toàn đồ sạch không á. Chôm chôm nhãn nha, chôm chôm này bao nhiêu em? 15 ạ. Cho thử một cái nha. Này bảo đảm ngọt rồi, biết rồi nè, chôm chôm nhãn nè. Băng ký đi, bảo giúp mình tí nữa. Nhưng mà tí nữa chị mới quay lại nha. Tí nữa chị quay lại chị lấy nha. Bảo giúp mình đi, không lo đâu, đem vô nè. Không có ở đâu mà có cái bắp nghệ này hết á. Nó ngon kiểu gì em gái? Bắp nghệ nó ngon kiểu gì? Dạ bắp nó ngọt này. Lắm chị, nó ngọt mình con nít nó hay ăn nghệ mà hay thích ăn với lại này nè. Không có ở đâu mà có cái bắp nghệ riêng ở đâu, bắp gì thì mình không biết chứ bắp nghệ là đặc biệt đặc sản. Phải luôn dễ ăn. Đúng rồi, nó nhỏ nhỏ vừa vừa. Đúng rồi. Chiêu ơi, hôm qua hỏi bắp nghệ mà hôm nay bắp nghệ nhiều lắm, sao không xuống? Xuống ngay đi nha. Xuống ủng hộ bắp nghệ đi. Bầu đi, ba chiếc bầu hồ lô. Mua đi, bánh rẻ 380.000 thôi. 380.000 thôi. 380.000 nó còn nữa. Có người mua ngay. Thôi mua luôn. Mua luôn đi. Làm luôn đi, ngay và luôn đi. Chị này đã tiễn 3 cái. Đi rồi. Con, nhà trồng nhiều bắp lắm hả? Rẫy con nhiều hả? Ừ, xuyên đi bán để có tiền chi phí cũng được. Bao nhiêu một chục con? Chục 25 nha. Bắp này là kêu bắp gì? Bắp nếp và hạt tím tím này. Bắp này ngon lắm. Một chục 25 nha. Trời ơi, có lấy nhiều không? Một ký hả? Đi mua một cài à?
Mấy á? Em 18.000 giờ đây rồi, giờ nó cho mọi người họ nhìn thấy đây, tuyệt vời chưa, 18.000 ký thôi. Mua ủng hộ đi. Đây cánh cửa. Để cho họ chọn hàng. Chù đâu cải đâu mà nó ngon dữ vậy. Chà, dạ, con này mới vừa ra, trời mới vừa đáp xuống này. Đấy. Vừa đáp xuống này đấy. Đấy đấy. Qua đi mua tiền bỏ đấy. Cái rổ này mới vừa đáp xuống. Bỏ đâu đi chị? Đấy, chị ủng hộ, chị quay để cho mọi người họ chọn hàng, họ ở xa em. Họ chọn, họ thấy là mình bán hàng sạch, hàng tươi á, và họ biết, họ xem. Chú ớt có ở đâu mà ớt ngon như vậy không? Ở Tây Bắc họ gọi là ớt ớt gió, còn mình ở đây là gọi là ớt ớt gì em? Ớt xiêm. Mình gọi là ớt xiêm, ớt xẻ hoặc là ớt bay cũng nói, mà giá chỉ có 20.000 một cân thôi nha. Còn ở Tây Bắc là họ bán rất là cao tiền, ở đây có 20.000 một cân thôi. Còn chanh bao nhiêu em? Chanh bao nhiêu ký? Chanh 10.000. Rau má. Rau má thơm đàng hoàng nha. Một bì 5.000, bì to thôi rồi luôn. Cái này em thấy lạ nè. Chị thấy lạ nè. Có thấy lạ đâu? Hoa nục nạc. Rồi, hoa nước nát, mà hoa nước nát là mình ăn kiểu gì em? Mình xào với thịt với cá khô. À, xào với thịt với cá khô. Giờ mình về mình làm kiểu gì hả? Mình chỉ lấy cái bông của nó ở trong thôi, là làm sạch. Làm rửa sạch là xào hả? Chị ăn cái trái nước nát nướng thôi. Nướng thôi là ăn chấm nước mắm. Cái hoa này mình cũng nướng hả? Thì vậy, cái trái nước nát thì hồi người đồng bào làm là chị ăn rồi, ngon lắm rồi. Nhưng mà cái hoa là chị chưa được ăn. Thì bây giờ mình lấy cái nhụy ra rồi bắt đầu mình nướng là ok nhất đúng không? Còn ai ưng xào cũng được, mình nói là mình ưng nướng. Hoa nút nát hoa nút nát có chị, hoa cây nút nát á, cái trái thì em ăn rồi mà cái hoa để làm gì chị? Người ta nướng, người ta ăn rồi, người ta xào rồi. Ừ. Nghe nó lạ quá, thấy nó lạ em mới hỏi. Thì thấy nó lạ là em hồi giờ cũng chưa ăn mà nghe nó ngon lắm. Ở đâu kia có lá mì giả không? Mì giả thì sao? Nó lá mì á, người đồng bào họ giả ra, họ bỏ vô bì sẵn, họ làm kỹ, làm ngon lắm. Hôm qua có cái lá mì. Mà em không biết cái kèm mì anh chị. Cái lá mì này. Mình về mình xào qua rồi mình ăn với cơm á. À xào. Cho nên họ ăn những cái món đó. Có bởi vì mình thấy lạ, mình chưa dùng bao giờ. Họ giả ngon lắm, hôm qua mình ăn rồi. Cho nên người ta họ khỏe nè. Mua về luộc đi. Đậu đen á, đậu đen tươi mới về luộc ngon lắm. Nó chạm được mực đấy nè. Lấy bố. Tiền, mạch ăn ăn mạch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người mua đang bắt đầu là tiến về chợ, mà cơn mưa cũng bắt đầu. Môi trường ở chị đưa hết phong trào rồi để gọn gàng để ngồi đó. Có hết chưa? À, sao ai cho thu tiền ở đây đây? Em thu tiền rác. Không, không ơi, em dẹp ngay, dẹp ngay. Vụ này không xong. Không có cái vụ chợ mới không có thu, em dừng cho chị. Thôi xin kết thúc video tại đây nha.